Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô bé đang ăn cơm này, có một chú kiến hay chú muỗi đến này. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nha. Cái tóc này thì mình sẽ tô màu xanh. Hôm nay thì mình tô màu đỏ này. Cái tóc mình dùng màu đen. Thank you.
chỉ với phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang là bức tranh một cô bé đang bê trên tay bát cơm này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây nhé. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.